Rồi thì hôm bữa thì ngày 10 tháng 9 em có xài cái bộ tứ thuốc nuôi trái này nè bà con. Cái là thằng Dimit nè, cái thùng nhập Gin, nhập Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi cái thùng 3 số 20 dạng bột và cái thằng chùm đậm cá lên cái vườn mẫu Lê Gia nuôi trái này bà con. Bữa nay thì tính từ ngày bữa cái bữa tứ luôn á, bữa nay ngày 14 tháng 9 2024 thì nó được 5 ngày bà con. Để bà con coi cái dàn cây nè. Thì cái vườn này của em là chưa có đi miếng cái phân hóa học nào nha bà con. Thì bữa cái này là chưa có gãi phân hóa học luôn. Thì tính là gãi 3 số mà ông cha em muốn đi lễ rồi, về em mới gãi. Đó thì cũng quay chia sẻ cái kết quả cho bà con mình xem cái dàn cây bà con thấy là khủng khiếp không? Cái đọt nó mơn mởn nè bà con. Tốt chữ dần tốt đó. Thì ba cái vấn đề em muốn chia sẻ ngày hôm nay là có nhiều bà con đó là xài cái thùng mất tiền quá thì có lời không, đủ thứ cho bà con. Nhưng mà bà con tính ra đi, ví dụ như bà con mình xài cái thùng nhập thì cái bộ rễ cây nó khỏe mà mình xài được nhiều cây chứ không phải là mình xài ít cây bà con, nhiều cái vấn đề lắm. Tính ra cái hóa học nó cũng không có rẻ bà con, chưa xài cửa học nào mà con. Đó, em đi vô em xem cái dàn cây cho bà con mình xem nè, cây trái nha, để bà con thấy cái vườn của em này là cắt cành là gần 2 tháng thôi bà con. Nhưng mà con coi ví dụ như toàn cái miền Tây đi thì được mấy vườn cây nó phát gì bà con, em nói là tiền nào thì cổ nấy thôi. Rồi mình có nhiều bà con hỏi là làm có lời không, không lời thì làm chi bà con, có nhiều cái để mình nói. Nhiều bà con xài cây na này mà mình xài tiết kiệm thì không có ăn đâu nha bà con. Nói chung là mình xài phải xài thông minh. Ví dụ như mình mua một cái thùng nhập Gin thì thay vì mình mua cái thùng nhập Gin thì mình khỏi mua 4 cái thùng kia thì mình xài cũng vô đó à, nhưng mà mình lại được cái là mình xài cái thùng nhập Gin bà con. Thùng nhập Gin nuôi trái là nói chung là bà con thấy cái dàn cây là đỉnh luôn. Con xem khủng khiếp chưa? Đó, quay để cho bà con mình hiểu được cái vấn đề nằm ở chỗ là cái đầu tư của mình như thế nào đó. Cái vườn này chưa có sợ tính gãi hóa học chưa gãi bà con. Mình coi cái cây nè, này thì cắt cành khoảng được gần 2 tháng đó bà con. Trái này ha, quay cho con mình xem, cuốn nó to mập, cây nó khác lắm bà con ơi. Này, con coi cái cây này nó khác nè, khác hoàn toàn nha, nó không có giống cái gì đâu bà con. Mình xài tiền nào của đấy thôi bà con ơi, chứ đừng nói mà đầu tư có lời không, không có lời làm chi bà con. Nhiều bà con cũng hỏi mấy câu hỏi nó vớ vẩn ghê luôn. Thật sự là cái dàn cây này bà con xem nè, thì em biết là mình xài cái thuốc phân xịn á thì mình thấy là nó sẽ đắt tiền hơn rồi đó bà con. Nhưng mà mình tính kỹ nha bà con, mình tính kỹ nha. Ví dụ như em xài hữu cơ thì em sẽ hạn chế cái hóa học. Nuôi trái này em sẽ hạn chế cái hóa học. Ví dụ như thay vì hồi xưa mình không có xài hữu cơ thì mình xài 3-4 cử phân hóa học, còn bây giờ mình xài hữu cơ thì mình giảm lại, mình chỉ còn xài 2 cử thôi đó. Mình tưới cái hữu cơ thì cái cây nó khỏe, bộ rễ nó mạnh nè bà con. Đó, rễ nó mạnh thì cái cây nó bắt được nhiều dinh dưỡng thì mình hạn chế cái hóa học lại đó. Cây na này thì nó sợ cái hóa học lắm bà con, sợ cái hóa học lắm, hóa học từ từ rễ nó bó hết trơn si luôn à. Đó, em chỉ đi hữu cơ nè, đi hữu cơ cái dàn na quy nè. Thì bây giờ mình xài thì mình thông minh, nói chung là mình không, em không lên đây em mình chia sẻ gì nhiều với bà con, nhưng mà chỗ là ví dụ như em xài hữu cơ thì em sẽ tiết kiệm lại cái hóa học. Mình tính ra tính kỹ thì nó sẽ không có đắt hơn cái hóa học nhiều đâu nha bà con, nhưng mà đổi lại được là cái chất lượng cái cây của bà con, cái bộ rễ nó mạnh ha. Con coi cái cây, cái dàn cây này, coi cây của em 5 năm nè bà con. Cây khủng khiếp không? Đó. Thì để mình phân tích để cho bà con mình xíu. Dàn trái nè, cuốn to nè bà con ha. Đấy nè. Để bà con mình có những cái nhìn chung mà con. Để thấy cái vườn em làm quá trời rồi nhiều người không biết. Chung làm khùng sao làm không có lời mà làm mà con. Đó, chia sẻ bà con như thế. Thì rồi cái bộ rễ cây á
cái cây mà nó khỏe rồi á bà con, nó mới nuôi trái nổi thì nó mới đưa tới cái cây nó có năng suất bà con. Ví dụ như mình xài cái hóa học, tuy là nó rẻ hơn được chút hay là gì, hay là rẻ hơn không rẻ hơn thì mình còn chưa chắc nữa nha bà con. Nhưng mà đổi lại cái cây của bà con từ từ nó rút cây, cái bộ rễ nó yếu lại rồi là cái cây nó suy, nó không có nuôi trái nổi. Cho dù mình mang ít trái hay là mang nhiều trái thì nó cũng không có nuôi trái nổi bà con. Thì đó là một trong cái mà em muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Mình xài phải xài thông minh bà con ơi, chứ đừng nói mà mình mua đắt quá, tiền quá mình xài có lợi không. Cái đó nó không phải, cái vấn đề nằm chỗ là mình đầu tư thông minh hay là đầu tư như thế nào thôi. Thì cái phân hóa học thì cũng phải mua bằng tiền, mà nó cũng có rẻ hơn hữu cơ nhiêu đâu. Vườn này chưa có xài miếng phân hóa học nào cho bà con tính gãy ba số đó. Không phải là em nó không nói là không gãy phân hóa học nào bà con, nhưng mà mình chỉ cho nó bổ sung nhẹ thôi. Xuống nhẹ thôi bà con thấy chưa có gãy cái hữu cơ nào cho miếng hóa học nào cho mà cái cây nó tốt, con thấy không? Lá nó xanh kịnh, bộ lá nó dày, con thấy được nó phát phà luôn. Đấy. Rồi mình sẽ cái bộ, khi mà cái bộ rễ nó mạnh rồi nó sẽ giảm cái hóa học. Nó có khả năng hấp thụ dinh dưỡng cao rồi thì nó sẽ không mình không cần gãy nhiều nó cũng ăn. Có nhiều bà con nghĩ là cứ gãy nhiều vô thì cây nó ăn, nhưng mà tới không phải bà con. Quan trọng nhất là cái bộ rễ hết, cái cây nó có cái nền tảng bộ rễ mạnh thì cái cây nó mới mạnh, nó mới hấp thụ được dinh dưỡng cao. Bộ rễ mạnh bà con mình gãy ít phân thì nó cũng vẫn ăn được, còn bộ rễ yếu bà con cứ gãy vào thì cái cây của nó cũng không hấp thụ được, thì nó nằm đó nó làm đất chai từ từ. Thì đây là những cái mà nó khác nhau giữa cái người người ta chăm thông minh và những cái người tiết kiệm và những người chăm chưa tới. Nếu mà bà con mình nói như thế thì mấy cái phân này người ta sẽ không bán được bà con. Con rồi thì hôm nay thì chia sẻ bà con một số điều gì ha. Bà con thấy là bữa nay không mới có tứ có 5 ngày bà con coi cái dàn cây là khủng khiếp nè. Thật sự là khủng khiếp bà con. Nói chung là màu lá dày ha, màu lá dày, cây phát triển rất là mạnh đó. Trái nè, trái to mỡn cuốn to lên nè bà con. Thì cái này cũng đi tiễn mấy cái trái méo méo bớt rồi bà con, chứ không giữ những cái trái méo mà bà con. Trái cuốn to nè, sữa tướng trái này kia nó rất là nhiều cái bà con, có rất là nhiều cái để mình có thể nói tới cái vấn đề này nha bà con. Đó, dàn cây này cây 5 năm mà. Cây này nếu mà lực cây thì chắc không mang cũng nhiều trái á bà con. Gốc này bà con, gốc khủng bố nè. Đó, cái tàn cây bên em để thấp lắm. Có cái khung cây nè. Đó, thì cũng chia sẻ cho bà con thấy à. Rồi trái nè bà con. Ngày tứ 5 ngày ha. Hôm qua thì cũng có gãi tí hữu cơ, mới gãi hôm qua nó chưa ăn được đâu bà con. Con na quy đó. Rồi có xịt ở trên là chùm diệt nhện, chùm số kháng với cái chai canxi bo sữa nè. Rồi thêm cumbi TD. Đó bà con. Rồi em có làm gì thì em có quay lại chân à, chia sẻ cụ thể cái video cụ thể có ngày tháng chân bà con ơi. Khi bà con mình không có theo dõi không có tin, nhưng mà bà con cứ theo dõi đi. Dường em làm sao thì chia sẻ bà con thế thôi, cũng có gì đâu bà con, mình làm thực tế thực tiễn hết mà. Trái nào bà con. Rồi em chào bà con mình ha.